Thật không thể tin nổi. Thấy gì ở nhà nghe nhạc Kibu? Các cư dân trong thành phố đang đổ xô đến một quán cà phê sân vườn ở Bình Dương. Mấy đứa thầy cũng muốn tới đó check in. Tuy không trẻ nhưng thầy vẫn là trâu. Tụi nó chọc quê thầy kia thầy. Tụi nó chơi thầy xấu. Thầy xấu nhưng thầy có smartphone chụp hình ảo lòi. Mau đi thám thính thông tin quán đó cho thầy đi. Thím áo hồng. Ừ? Thím biết quán này không? Ừ. Cô là ai? Tôi không biết cô. Cô đi ra đi. Quỷ sứ à. Biết vậy ngay từ đầu nói cho người ta đi ngắm trai đi. Người ta chỉ luôn cho rồi. Trời, đây là trung tâm tra cứu thông tin siêu tốc trong truyền thuyết hay sao? Lưu ơi, bà có lỗi với con. Con đi lạc 3 ngày 3 đêm rồi mà cái thằng cha này tuyệt tình à. Vẫn chưa đóng xong cái mộc để ba đi tìm con nữa. Trời trời má. Chị em của tôi muốn tìm tất cả thông tin liên quan của một quán cà phê sân vườn hot nhất hiện nay. Ghét hân hạnh dược phục vụ. Tôi mới biết địa chỉ thôi, nhưng chắc như đây cũng đủ để tìm ra mà ha. Vì vui dòng ngọc số 27 cho chơi địa chỉ. À, số 27 Tô Vĩnh. Số 27 số 27 đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Chị vui lòng số 27 á. Số 27 Tô Vĩnh Diện, Di An, Bình Dương. 27 Tô Vĩnh Diện, Di An. Bình Dương. Dương. Anh lừa đẹp trai, anh có muốn nghe một câu chuyện cười đậm tính nhân văn không? Im đi. Có. Đố anh nè, cái gì nó có 6 cái vú lận hả? Tôi không biết cái gì có 6 vú dữ vậy. Hãy đưa tao cái dao coi. Nói nghe chơi đi. Cả mọi ba cô gái đó. Trời má ơi, vui quá, vui tới nghẹn luôn ông ơi. Vui mà cứu nội luôn, nhanh giùm tôi đi má ơi. Nhanh đi, nhanh trời. Quán cà phê sân vườn Thu Hoa. Quán cà phê sân vườn Thu Ba, không gian bao đẹp, view check-in bao sống ảo, có phòng lạnh, phòng VIP, cà phê nước uống đa dạng, còn có điểm tâm sáng trưa phục vụ toàn trai xinh gái đẹp. Thật ra quán này có cá coi chứ không có vú nhưng mà cũng đẹp lắm mấy bài giờ. Ok thôi, mình đi ăn sáng đi. Trời má, tối hù luôn rồi hả?